chợ đêm Khánh Hòa này có người Nga nhiều lắm. Chị này chỉ nói là this fish will be right. Chợ đêm này có rất là lâu rồi. Chị này biết nói tiếng Nga, em này biết nói tiếng Nga nữa đó. Yeah. Chị ở đây giống như là phố đi bộ Bùi Viện đó cả nhà ơi. Toàn là người Hàn Quốc, người Trung Quốc, người Nhật, người Nga nữa cả nhà, người Nga cũng nhiều lắm cả nhà. Người dân ở đây biết nói tiếng Hàn nha, tiếng Hàn, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Nga nữa. Mình ngạc nhiên ghê. Nói chung Sài Gòn nó đủ thứ ở đây. Nè cả nhà coi nè. Đề chữ Nhật, chữ Hàn, chữ Hoa nữa cả nhà ơi. Đề chữ Nhật, chữ Hàn, chữ Hoa nữa cả nhà ơi. Người Nga đến đây nhiều cả nhà. Đây có khu ẩm thực, đây yến xào, quay cái hàng cho nó hên tí. Nãy giờ chú vắng quá, chú bán được gì á? Cái này nó 400 dặm. Nói tên gì để cho mọi người bên Mỹ người ta biết. Dạ, số hàng quay số 35. Hả? Thì nói đi cô đi liền, nói đi cô đi liền. Còn 180, còn 120. Không, cô đợi là có khách liền. Dạ. Nói đi con người bên Mỹ ta về ta biết. Dạ, nói Dương, đi. Dương. Không mà cửa hàng con cửa 35, số 35. Ok. Khu gì? Cái này gọi là đi con đưa chú 80 nè. Đi bộ Khánh Hòa. 80. Phố đi bộ Khánh Hòa. Cả nhà 60 lấy một chú một con hay con. À, chợ đêm Khánh Hòa phải không? Chợ đêm Khánh Hòa. Đây bán ngọc trai. Quá trời nhiều gian hàng luôn cả nhà ơi, coi nè, rất là nhiều luôn. Đây nhiều gian hàng lắm cả nhà ơi. Quần áo đang bán cho coi chị ơi, sốt không nhiều anh ơi. Là bao nhiêu? Ở đây giống phố Bùi Viện á anh Minh, đi ngồi ra rồi. Ở đây giống phố Bùi Viện ở quận nhất Sài Gòn á nha. Hai đầu. Đây cả nhà coi nè, bán những món đồ mà du lịch á, người du lịch người ta mua, như là convenience store á, cửa hàng tiện ích á, bán những nữ trang nhỏ nhỏ. Làm bằng ngọc trai, người ta nói là ngọc trai nuôi nhân tạo được. Rất là vui cả nhà ơi. Cửa hàng nón cả nhà. Đi hết một cái chợ Khánh Hòa, chợ đêm á. Chợ đêm Nha Trang này cả nhà, đông nghẹt mình mua được có cái nón này. Dễ thương quá à, cả nhà thấy không? 100 ngàn cả nhà. Dễ thương rồi.